Rồi, cắm một chỉ vào đây. Đi chỉ vào giữa cái khe này, em có đường. Đi theo đường mũi tên này. Đi qua đây này. Đây vòng mũi tên này, vòng qua đây. Đi xuống. Vòng lên. Vòng qua cái mỏm vịt, từ phải qua trái. Trường hợp mà cái mỏ vịt đang ở bên dưới thì xoay bánh đà cho mỏ vịt đi lên này. Này, xoay cái bánh đà bên này thì mỏ vịt sẽ đi lên này. Xuống, lắp qua cái móc này. Ở trên kim có một cái móc màu đen. Đấy. Hỗ trợ sau chỉ cái này, hỗ trợ sau chỉ mình ấn cái này. Móc qua cái thanh này. Móc sang bên này. Ấn cái trắng nhựa trắng trắng này xuống. Sẽ có một cái lẫy ở bên giữa này. Nó đâm qua lỗ kim này. Đấy. Mai chuyển anh cái hộp này ra cái chỗ đây nhé. Duyên mai đưa cho Giang cái nhìn nhé. Đây anh để. Thời gian này nó mang về những cái gì đấy? Mua điện rồi. Có cái đánh chỉ. Có cái táo kim. Lắp suốt bên dưới này. Đây có một cái lẫy này. Mình kéo cái suốt ra. Không có. Đầu tiên là thiếu cả ngoài. Một từ mà. Cái gì đó? Suốt luôn để chỉ nằm ở phía bên tay trái như thế này. Mình sẽ lắp vào cái cổ suốt này. Cầm như thế này. Lắp vào đây. Mình sẽ thấy một cái khe. Cái khe đây này. Cái khe bé ở đây. Đấy. Cho chị cái khe này. Đi theo cái này. Xuống bên dưới. Bây giờ mình lắp vào thì lắp vào cái ổ suốt ở trong này thì nó sẽ có một cái khuyết nó tương ứng với cái mỏ này. Cái mỏ này nó tương ứng với cái khuyết ở đây. Đấy, ấn vào kêu cái tách là được. Tách lấy chỉ dưới. Tay trái mình kéo lên trên. Tay phải xoay bánh đà. Kim đi xuống. Kim đi lên một xéo. Kim đi lên một xéo. Cho hai chỉ vào giữa khe chân vịt ra sau. Bây giờ là mình sẽ... Đây là đường may của máy này. Bây giờ mình sẽ may. Đây là hai đường mình đã có sẵn trước nhé. Mình sẽ may một số đường may ở trên đây. Đây là mình kéo lên là nâng chân vịt. Hạ đến tầm ngang mà hạ chân vịt. Còn ấn xuống là cắt chỉ. Đây là mình chọn cái đường may này nhé. Chọn đường nào thì mình sẽ ấn vào đây. Ví dụ đây, đây. Đây là cái này là mau thưa chị 0.3, 0.4, 0.5. Mình nhấn nút chạy ở đây. Nút có mũi tên quay lại là lại mũi nhé. Mũi đây. Được. Mình thả, mình ấn bao nhiêu thì lại mũi bấy nhiêu, không lại mũi thì mình sẽ thả tay ra thì máy nó sẽ dừng lại và mình cắt chỉ. Nâng chân vịt lên. Đây. Cái đường máy vừa may đây, máy này vừa may đường thẳng zig zag. May một số đường trang trí đây, đường những đường mình này mình có thể trang trí được. Mấy đường này mình có thể trang trí được rất là đẹp này. Làm khuy, đây là làm khuy một bước. Đấy. Ví dụ mình may cái đường này. Nhưng mà hình như ấy rồi, chỉ được thôi. Hai chân vịt xuống. Cái này muốn đẹp hơn mình sẽ cao rồi. Cao dài à? Ngắn. Em nhìn anh điện thoại. Đấy, giải thế thì mình thả. Đẹp chưa? Có đây luôn không? Sau của nó đây. Cắn gì? Có như thế mà. Đây có nó mình. Mặt sau, mặt dưới là mình dùng chỉ đỏ, mặt trên là chỉ hồng nhá. Đấy. Con này mặt trên rất là đẹp. Làm vừa bóc ra đây à? Duyên. Từ... Nằm dậy mẹ. Để đi. Đang quay video.
Ví dụ như cái máy này mình có thể gập vải lên nhá. Đây là hai này, đây là hai lớp này, đây là hai lớp và bốn lớp. Đây đường chỉ của nó mặt trên, mặt dưới này. Mặt dưới này, mặt trên này, đường trang trí đây. Nó như cái đường ở trên này. Máy này mà may trang trí có cắt chỉ và làm khuy thì làm khuy một bước.